bình thường, sao đâu. Mình nghe nhóm gì? Nhóm cơm cơm bụi hay nhóm cơm thiêu? Đù. Cơn cơm thiêu à? Cơm thừa. Nhóm gạo lứt. Nhóm cơm tắm. Cơm tắm thiêu nè. Phải phim. Chết. Mặt nó mới ngon. Giận không? Thiêu nè. Coi. Nó chết luôn. Nhóm cơm thiêu. Ừ. Cơm sống Michigan. Xăng bằng phải tự đổ, mình tự đổ. Đây. Cái gì vậy? Quay núi mọc chim mày. Cầm quay ấy phải đổ luôn. Quay bấm thẻ nha. Mất thẻ tao sao mày? Ok, bỏ thẻ vô thôi. Bao nhiêu lít thì tùy vào em sẽ đổi ra là nói cụ thể hơn nha. Qua đó không? Ok. Ghé cái tiệm nhỏ này, nhìn nó đẹp quá. Ghé vô coi thử menu coi xem có gì. Gặp Việt Nam không phải. Xe đẹp lắm. Maserati. Trang đẹp chưa? Ông nhìn đây giống khu Hội An này. Này bán chợ kìa. Vô chơi không? Đó. Tí nữa. Giờ vô trong ấy là coi nha. Thank you.
nhìn cái suối này so với cái suối đó coi. Còn gì? Cái suối sau nhà mình thôi. Đấy, cái nước này. Bước cái nước này về đem cho cỏ trồng. Bước đi, thích cái đó. Thấy không? Mày, trong vắt mà. Mày chỉ cần so cái suối này thôi. Cái suối này như là trong cái nước mà mày uống luôn á. À, nó cỡ này đây nè, có cả kìa. Có cả nhỏ nhỏ dưới kìa. Suối trong vắt rồi mà. Thấy chưa? Nè, suối Việt Nam được phải không? Mày múc thử lên coi biết liền. Thấy chưa? Nhiều khi mới Mỹ kêu mình khùng á, kêu này giếng tự nhiên chui đậu đây quậy quay. Đi suối thôi cái đó hả? Cái này không phải hả? Luôn hiện gì không ai ra chơi đúng rồi. Con nít là nó trên cửa rồi. Kìa kìa kiến kìa à. Con nít mà nó cắn chết á, mới đầu tưởng rồi mấy ông khỏi xe con chồng gái à, bắt đầu mũi đầy luôn.